Cô chào các em học sinh khối 9 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu bài 22, Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Phần 2 La Mã, cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Trước hết ta sẽ tìm hiểu vì sao Nhật lại đảo chính Pháp. Có những lý do sau đây. Thứ nhất, vào đầu năm 1945, khi chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, nước Pháp lúc này đã được giải phóng. Tại mặt trận Thái Bình Dương, phát xít Nhật đang khốn đốn trước các đoàn tấn công của Anh, Mỹ trên bộ lẫn trên biển. Và một lý do nữa là tại Đông Dương, thực dân Pháp đang ráo riết hoạt động, đợi khi quân đồng minh vào sẽ nổi dậy hưởng ứng để giành lại quyền thống trị. Đứng trước cái tình thế thất bại gần kề như thế, buộc phát xít Nhật phải hất cản Pháp để mà độc chiếm Đông Dương. Đó chính là lý do mà Nhật đảo chính vào đêm 9 tháng 3 năm 1945 để độc chiếm Đông Dương. Cô mời các em ghi bài. Lúc này quân Pháp đối phó như thế nào? Chúng chống cự hết sức yếu ớt và chỉ sau vài giờ đã đầu hàng. Cô mời các bạn tiếp tục ghi bài. Sau khi hất cản Pháp, chính phủ Nhật tuyên bố sẽ giúp đỡ nền độc lập của nhân dân Đông Dương, nhưng bộ mặt giả nhân giả nghĩa của phát xít Nhật và bù nhìn tay sai, lúc bấy giờ đó là Trần Trọng Kim, đã bị vạch trần chỉ sau một thời gian ngắn. Điều này càng khiến cho nhân dân ta càng thêm căm thù quân Nhật và bù nhìn tay sai. Vậy trước tình hình này, Đảng Cộng sản Đông Dương đã có những chỉ đạo như thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần 2 nhỏ, tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Chủ trương mới của Đảng. Ngay khi Nhật nổ súng đảo chính Pháp thì Đảng ta đã có những chủ trương mới như thế nào? Đó là ngày 12 tháng 3 năm 1945, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp và đã đưa ra những cái quyết định, những cái chủ trương mới như sau. Chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Xác định kẻ thù chính cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương, đó chính là phát xít Nhật. Quyết định phát động cao trào kháng Nhật cứu nước làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa. Đó là những chủ trương mới của Đảng ta vào ngày 12 tháng 3 năm 1945. Cô mời các em ghi bài. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu phần cao trào kháng Nhật cứu nước. Ở cái nội dung này thì theo công văn 3280 của Bộ Giáo dục, các em sẽ lập bảng thống kê các sự kiện từ tháng 4 cho đến tháng 6 năm 1945 như sau. Cô mời các em ghi bài. Phần củng cố của bài 22, phần 2 La Mã, cô có câu hỏi như sau. Vì sao Nhật đảo chính Pháp? Thứ hai là Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã có những chủ trương mới như thế nào? Về nhà các em chép bài 22 phần 2 La Mã vào tập. Học bài 22 phần 2 La Mã và nhớ đọc ghi tựa trước bài 23. Cảm ơn các em đã lắng nghe.